Cái này cái phông nó cao hơn cái bàn luôn. Cái cũng thấy rồi. Cái này cái manual công nha. Cái này quạnh nhiêu thấy? 40. Cái này 40 đúng rồi, cái thân chính là 40 nha. Này cái bự nha, cái cốt cành nè. Cái cành số 1 là 23. Trời ơi, nuôi được cái cành này là mười mấy năm á. Chục năm á. 23 luôn cái cành số 2, cành số 2 phải mười mấy à. Còn cành này ngón chân nè. Nhìn cái nè, đó. Cái cốt cái ngọn nè. Mấy cái này giá trị lớn nha chứ không có nhỏ, tại cái cốt cành người ta nuôi lâu dữ lắm mà nuôi gồ công nó nuôi quá trời. Nuôi gồ công nè, cục nuôi nè. Dạ anh mới biết là xuống gồ công mua nuôi gồ công là nó bị bể thái. Nuôi bể. Cái giống nuôi gồ công mà đem trồng ở xứ khác nó không bị bể mà trồng ngay gồ công nó bị bể. Nước mặn, nước nhiễm mặn. Bị mấy con ấy. Đúng rồi, nó bị bể. Còn nuôi trồng ở cây lậy rồi cục nuôi nó mới đẹp. Nói chung trồng nó sẽ dùng khác á, nước ngọt á. Cây nu đẹp hơn. Giới thiệu cây là nu bể rồi cho tôi mua. Bảy cây này nu không bể cái cây kia kìa, mấy ý nói là xuống gồ công mua bây giờ á là nu nó sẽ bị bể, nó dễ bể, nó bể nhuyễn luôn. Giờ anh mới biết. Rồi chứ đừng tưởng nu gồ công trồng ngay gồ công là ngon nha, không có ngon đâu. Nu gồ công mà trồng xứ khác mới ngon. Cây này giá cao nha, giá cũng cao nha. Nhưng mà sẽ rẻ hơn giá thị trường. Mình bán lúc nào cũng rẻ hơn, nhỉnh hơn chút chứ. Quay rớt cái chậu trái cây sắt chép đè gãy giò tôi luôn. Bên đây nuôi lắm, cây này quá trời già luôn. Cây này nhiều tiền lắm á nha, cây này nếu mà nuôi là nhiều tiền lắm á, nuôi lớn cành lên là quá trời tiền luôn. Đế bọng rồi nè. Để bổ xuống ngon lắm. Để. Trực. Thôi cứ thẳng là thì dán trực đi.